Hello anh em đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm mình sẽ mở một cái đồng hồ cũng săn ở trên Shopee giá khá là rẻ cho anh em. Cái đồng hồ này rẻ các shop khác bán tầm 3, 4, 5 chục gì đấy. Đây mình lấy lại trên Shopee đấy. Và chúng ta cùng mở ra xem cái đồng hồ này có gì hay ho và có đáng tiền trong cái mức giá đấy không nha. Ok, bắt đầu rồi. Thì đây là về bên ngoài của cái đồng hồ này mọi người. Nó tặng kèm một cái hộp giấy này. Trông khá là ổn, kiểu mức độ hoàn thiện cũng mức ở trung bình mọi người. Chủ yếu là cái sản phẩm bên trong chúng ta mua như thế nào thôi. Đây là cái đồng hồ của chúng ta, bên dưới có nốt mút để chăm sóc rồi. Còn đây mới là cái đồng hồ vật chính mình giới thiệu cho anh em nha. Đây là con đồng hồ Faro nha mọi người. Con đồng hồ này quảng cáo là thép không gỉ 100%. Trông cầm trên tay khá là sang trọng. Con đồng hồ này kiểu cỡ của nó khá là to nha mọi người, nên là phù hợp với những anh em mà tay to ấy. Và những người kiểu lớn tuổi hay là kiểu trung tuổi thì đeo thì hợp lý nha. Còn nếu anh em mà tin mà đeo mấy đồng hồ này trông có vẻ nó không là khả quan cho lắm, tại vì cái đồng hồ này nó hướng đến lứa tuổi những người kiểu cũng lớn tuổi một chút hay là trung tuổi đấy mọi người. Nên là anh em có thể mua cái đồng hồ này về làm quà tặng cho người thân này, trong gia đình hay bố mẹ đấy. Còn nếu mà mọi người mua về đeo cũng được thôi, đấy là tùy theo sở thích mọi người thôi. Cái đồng hồ này thì đường kính mặt của nó thì dài tầm 3,5 cm nha mọi người. Còn cái kích thước dây này, chiều rộng của dây nó sẽ là 2,5 cm nha. Cái đồng hồ này thì màu đèn màu bạc ấy, bên trong nó có cái mặt màu trắng ấy, trông khá là bạc, còn vạch khi mở nó màu vàng ấy mọi người. Nó có nhiều màu, có màu đen, có màu xanh ấy, nhưng mà màu này mình thấy đẹp thì mình đặt. Đằng sau đồng hồ thì nó trang bị một cái hệ thống khóa bấm như thế này. Chúng ta gặp là thì đây sẽ là một cái chốt để ấn khá là giống các đồng hồ thông thường ấy. Nhưng mà cái đồng hồ này có thêm một cái gài này nữa, đấy, khi chúng ta gài vào thì nó sẽ chắc chắn hơn. Còn những đồng hồ thông thường nó sẽ chỉ có cái khóa bấm như này, khi chúng ta ấn vào thì chúng ta quẹt tay vào đây có thể rơi đồng hồ ra được, vậy ra được. Khóa này nó sẽ có thêm một cái để gài cái dây khóa vào nữa, nên rất là chắc chắn khi chúng ta đeo mọi người. Mặt kính của đồng hồ thì là một mặt kính chống sức cho mọi người, nên là chúng ta có thể va chạm trong khi quá trình sử dụng thì cũng không để nhiều vết xước. Nhưng mà anh em lưu ý là không nên dùng những vật nhọn sắc nhọn kiểu cào cào đấy, nếu mà cào mạnh nó vẫn có thể xước được nhỉ, nên là hạn chế va đập. Thế này cũng đã chống sức một phần rồi. Mặt kính của nó cong nha mọi người. Nó cong á, chứ nó không nằm trên một mặt phẳng như các đồng hồ khác. Mặt kính nó sẽ cong nhồi lên một chút như này nhá. Ở đây thì nó có cái núm chỉnh giờ và núm chỉnh ngày nhá. Đồng hồ thì bên trong nó có kim hiển thị giờ, còn bên trong là một cái khoảng trống hiển thị ngày nha mọi người. Cái này không có tính. Và khi chúng ta chỉnh giờ, chúng ta sẽ kéo mạnh cái nút này ra, kéo hết cỡ ra nhá. Và chúng ta sẽ chỉnh giờ. Còn khi chúng ta muốn chỉnh ngày ấy, thì chúng ta kéo nhẹ một lần thôi, kéo nhẹ một lửa thì chúng ta sẽ xoay được ngày như thế này. Đây mình đi ngày đang nhảy đấy, và xong rồi chúng ta ấn lại nha mọi người. Lưu ý là cái đồng hồ này ấy, nó có chống nước cho mọi người, nhưng mà chống nước chỉ ở cái mức độ rửa tay với lại đi mưa bình thường thôi nha. Chứ nếu anh em muốn bơi ấy, muốn bơi kiểu ngâm lâu hoặc dùng những dung dịch hóa chất thì nó sẽ nhanh ảnh hưởng cái đồng hồ, nó sẽ kiểu nó bị han gì ấy, nên mọi người hạn chế nhé. Đây là của bền theo người mà. Con đồng hồ thì dùng pin nha mọi người, nó thay pin ở mặt đằng sau nha. Chứ cái đồng hồ giá rẻ thì nó cũng không thể trang bị một hệ thống cơ cho mọi người nha. Nên là anh em đừng cứ mua cái pin cái này thì cũng dùng bền mà, tầm hơn 1-2 năm chúng ta có thể thay một lần. Và pin cái này thì cũng dễ tìm kiếm trên thị trường ấy. Cái mặt đồng hồ màu trắng này trông khá là đẹp, có những cái vạch giờ nó làm bằng số La Mã màu vàng này. Còn giữa đồng hồ ấy, thì mọi người nhớ những cái gờ như kiểu ánh sáng mặt trời ấy, trông khá hay, tạo điểm nhấn cho đồng hồ này. Video trước thì mình cũng đã review một cái đồng hồ ấy, và mình cũng làm một cái video mà hướng dẫn mọi người cách chỉnh dây đồng hồ này. Nếu mà dây nó bị kiểu dài quá ấy, thì mọi người có thể chỉnh theo video mình để phần link mô tả cho mọi người cùng xem nha. Còn video này thì mình rút ngắn thời gian nên mình đã chỉnh sẵn cái dây để cho nó ngắn lại rồi nhé. Và sau đây mình sẽ quay chi tiết cận cảnh cho mọi người xem cái đồng hồ nha. Sau đây mình sẽ thử khả năng chống nước cho mọi người cùng xem nha. Ok, thì sau đây mình sẽ thử qua cái tính năng chống nước cho mọi người cùng xem cái đồng hồ này có hoạt động ổn định không nha. Bây giờ mình sẽ thả con đồng hồ vào cái nước.
Mọi người có thể thấy là đồng hồ vẫn để tim vẫn chạy đúng không? Thì có chống nước nhưng mọi người nên hạn chế tính năng của mọi người. Tại vì khi chúng ta ngâm lâu hay là kiểu dùng nhiều hóa chất ấy thì cũng ảnh hưởng đến cái độ chống nước ở bên ngoài. Nên là mọi người hạn chế nhất cho đồng hồ tiếp xúc nước thì nó sẽ giữ được độ bền nha. Ok, thì đấy những đánh giá nhanh của mình về con đồng hồ khá là ngon nghẻ này. Mọi người muốn mua mình sẽ để link tham khảo cho mọi người ở dưới phần mô tả video nha. Và anh em thấy video này hay nhớ lại cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.